Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Tùng. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món thịt nướng. Món này thì cũng rất đơn giản thôi. Thì mình đã chuẩn bị một ít thịt đi rồi. Đây, thịt đây. Thì các bạn nên dùng thịt ba chỉ. Dùng thịt ba chỉ sẽ ngon hơn. Khi nướng nên nó cũng mùi vị thơm hơn là cái thịt khắp. Thì gia vị của chúng ta thì gồm có là đây là gừng này, ít xả này, hành và tỏi. Các bạn thái nhỏ ra và sẽ tẩm ướp cùng thịt nhé. Thì các bạn cứ chuẩn bị là dầu ăn, mì chính, bột canh và nước mắm nhé. Thì bây giờ mình sẽ thái nhỏ những gia vị này ra.